ra ủng hộ cho tài xế. Sau khi nhận được thông tin có xe tải dừa bị lật ở cầu Gánh thì mình cùng một số người trong nhóm tình nguyện đã tập trung đến đấy để giúp đỡ tài xế rồi mua một số lượng 30 kg dừa và kêu gọi mọi người cùng đến mua.